Ta tuyên bố rằng chỉ tùy theo các vị như vậy, xuất gia là lợi ích nhiều cho các tỳ kheo ấy. Vì cớ sao, này các tỳ kheo, khi phục vụ, chia sẻ, thân cận những vị tỳ kheo như vậy, thời giới uẩn chưa được đầy đủ, đi đến được tu tập đầy đủ, định uẩn chưa được đầy đủ, đi đến được tu tập đầy đủ, tuệ uẩn chưa được đầy đủ, đi đến tu tập đầy đủ, giải thoát uẩn chưa được đầy đủ, đi đến được tu tập đầy đủ, giải thoát chi kiến uẩn chưa được đầy đủ, đi đến được tu tập đầy đủ. Này các tỳ kheo, những tỳ kheo như vậy được gọi là bậc đạo sư, được gọi là những người cầm đầu đoàn lữ hành, được gọi là những vị đã từ bỏ những nguyên nhân tác hại, được gọi là những cái vị quét sạch tối tăm, được gọi là vị tác thành minh, được gọi là những cái vị tác thành quang, quang đúc, được gọi là những cái vị quang, được gọi là những cái bậc thánh, được gọi là những người có mắt, được gọi là những cái vị tác thành ánh sáng, được gọi là những cái vị cầm bỏ. Đây là căn cứ địa. Những cái vị phóng hào quang chính nhờ hiểu vậy, tức là đối tự ngã. Những cái vị có tu tập là những cái bậc hiền thánh, sống đúng theo chánh pháp, họ chói sáng diệu pháp, họ nói lên diệu pháp, họ phóng được hào quang, là những bậc có trí, thành là ánh sáng, họ là người có mắt, họ từ bỏ nguyên nhân tạo ra điều tác hại, bậc trí với chánh trí, nghe lời dạy vị ấy, do thắng trí sinh diệt, không đi đến tái sanh. Dạ, con đã đọc xong và đã hết. Con xin mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Buddhaya, Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, kính lễ thượng tọa Minh Hạnh, thượng tọa Pháp Tăng, kính lễ quý tu nữ và thân trà quý thiền nam tín nữ. Và bây giờ con xin đọc bài kinh Tiểu Bộ. Và cảm ơn Vinh Vát Thanh Á. Kinh Tiểu Bộ Tiếng Quýt Cá chung 4 pháp. Phẩm 1, bài 1 kheo. Những tỳ kheo đủ giải thoát, đủ những vị giảng dạy, những vị tuyên bố, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, những bậc xứng đáng thuyết minh diệu pháp. Này các tỳ kheo, ta tuyên bố rằng chỉ thấy các vị như vậy là nhiều cho tao ấy. Alo, Quỳnh Thách, Thanh nghe không? Này các tỳ kheo, ta tuyên bố rằng chỉ nghe các vị như là lợi ích nhiều cho các tỳ kheo ấy. Này các tỳ kheo, ta tuyên bố rằng đi đến ý kiến các vị như vậy là lợi ích nhiều cho các tỳ kheo ấy. Này các tỳ kheo, ta tuyên bố rằng chỉ thân cận các vị là lợi ích nhiều cho các tỳ kheo ấy. Này các tỳ kheo, ta tuyên bố rằng nhớ nghĩ đến các vị như vậy là lợi ích nhiều cho các tỳ kheo ấy. Này các tỳ kheo, ta tuyên bố rằng vì theo các vị như vậy, xuất gia là lợi ích nhiều cho các tỳ kheo ấy, vì cớ sao? Này các tỳ kheo, khi phục vụ, chia sẻ, thân cận tỳ kheo như vậy, thời giới uẩn chưa được đầy đủ, đi đến lập đầy đủ, chưa đi đến được tu tập đầy đủ, tuệ ẩn chưa được đầy đủ, đi đến tu tập
đầy đủ giải thoát uẩn chưa được đi đến giải thoát tri đi đến được tu tập đầy đủ còn nữa không mà không biết là bài alo alo này các tỷ kheo mật đạo sư được đoàn hành được gọi là những vị đã từ bỏ những nguyên nhân tác hại được gọi là những vị quét sạch tối tâm được gọi là những vị tác thành minh được gọi là những vị tác thành quang đuốc được gọi là những vị phan được gọi bậc thánh được gọi là những người có mắt được gọi là những tác thành ánh sáng được gọi là vị cầm địa những vị hào quang chính nhờ hiệu chính vị tự những vị là những bậc hiền thánh sống đúng theo chánh pháp họ chói sáng diệu pháp họ phóng được hào quang là những có trí thành ra ánh sáng người có mắt trí với do thắng đi đến tái sanh bài đọc viên rất kính vì hồi nãy giờ tự nhiên không có chút kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo con kính đảnh lễ quý sư con kính đảnh lễ cô tu nữ tự nhiên con kính con xin phép được đọc bài nha. Kinh tiểu bộ y tiểu quốc đắc cá chương 4 bốn pháp phẩm 1 bài 105 la mã này các tỳ kheo những tỳ kheo nào đầy đủ giới đầy đủ định đầy đủ tuệ đầy đủ giải thoát đầy đủ giải thoát tri kiến những vị giáo giới những vị giảng dạy những vị tuyên bố khích lệ làm cho phấn khởi làm cho hoan hỷ những bậc xứng đáng thuyết minh diệu pháp này các tỳ kheo ta tuyên bố rằng chỉ thấy các vị như vậy là lợi ích nhiều cho các tỳ kheo ấy
con không thấy được bài nữa. Dạ thưa con xin lỗi, con không thấy được bài con. Này các tỳ kheo, ta tuyên bố rằng chỉ nghe các vị như vậy là lợi ích nhiều cho các tỳ kheo ấy. Này các tỳ kheo, ta tuyên bố rằng chỉ đi đến ý kiến các vị như vậy là lợi ích nhiều cho các tỳ kheo ấy. Này các tỳ kheo, ta tuyên bố rằng chỉ thân cận các vị như vậy là lợi ích nhiều cho các tỳ kheo ấy. Này các tỳ kheo, ta tuyên bố rằng chỉ nhớ nghĩ đến các vị như vậy là lợi ích nhiều cho các vị tỳ kheo ấy. Này tỳ kheo, ta tuyên bố rằng chỉ tùy theo các vị như vậy xuất gia là lợi ích nhiều cho các tỳ kheo ấy, vì cớ sao? Này các tỳ kheo, khi phục vụ chia sẻ thân cận những tỳ kheo như vậy, thời giới uẩn chưa được đầy đủ, đi đến được tu tập đầy đủ, định uẩn chưa được đầy đủ, đi đến được tu tập đầy đủ, tuệ uẩn chưa được đầy đủ, đi đến tu tập đầy đủ, giải thoát uẩn chưa được đầy đủ, đi đến được tu tập đầy đủ, giải thoát tri kiến uẩn chưa được đầy đủ, đi đến được tu tập đầy đủ. Này các tỳ kheo, những tỳ kheo như vậy được gọi là những bậc đạo sư, được gọi là những người cầm đầu đoàn lữ hành, được gọi là những vị đã từ bỏ những nguyên nhân tác hại, được gọi là những vị quét sạch tối tâm, được gọi là những vị tác thành minh, được gọi là những vị tác thành quang. Được gọi là những vị tác thành ánh sáng, được gọi là những vị cầm bó đuốc, được gọi là những vị phóng quang, được gọi là những bậc thánh, được gọi là những người có mắt. Đây là căn cứ địa những vị phóng hào quang, chính nhờ hiểu biết vậy, tức là đối tự ngã, những vị đó có tu tập là những bậc hiền thánh, sống đúng theo chánh pháp, họ chói sáng diệu pháp, họ nói lên diệu pháp, họ phóng được hào quang. Là những bậc có trí, tác thành ra ánh sáng, họ là người có mắt, họ từ bỏ nguyên nhân, tạo ra điều tác hại, bậc trí với chánh trí, nghe lời dạy vị ấy, do thắng tri sanh diệt, không đi đến tái sanh. Dạ con kính tri ân quý sư và quý cô tư nữ và cả đạo tràng, xin lỗi hôm nay con không biết sao mà máy con nhìn không được rõ, nó chậm quá. Dạ, sa thú, kính cảm ơn Christina. Dạ, Rạng Đông ơi, có ôn bài không? Dạ, mời bàn tay Rạng Đông nha. Dạ, Rạng Đông không ôn bài. Dạ, Nam Mô Bích Tha giá. Một lần nữa, con thành kính lãnh lễ chư Tôn Đức Nhật Quỳnh, kính chào đạo tràng. Cô kể Ái Minh ôn bài chưa cô? Dạ, nếu cô chưa ôn bài thì Nhật Quỳnh kính mời. Dạ, còn vị nào chưa ôn bài thì kính mời bằng tay ạ. Dạ, con không thấy bằng tay ai, con xin được ôn bài. Kinh Tiểu Bộ Itipuṭṭhaka chương 41 Pháp, phẩm 1, bài 104 La Mã. Này các tỳ kheo, những tỳ kheo nào đầy đủ giới, đầy đủ định, đầy đủ tuệ, đầy đủ giải thoát, đầy đủ giải thoát tri kiến, những vị giáo giới, những vị giảng dạy, những vị tuyên bố khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, những bậc xứng đáng thuyết minh diệu pháp. Này các tỳ kheo, ta tuyên bố rằng chỉ thấy các vị như vậy là lợi ích nhiều cho các tỳ kheo ấy. Này các tỳ kheo, ta tuyên bố rằng chỉ nghe các vị như vậy là lợi ích nhiều cho các tỳ kheo ấy. Này các tỳ kheo, ta tuyên bố rằng chỉ đi đến ý kiến các vị như vậy là lợi ích nhiều cho các tỳ kheo ấy. Này các tỳ kheo, ta tuyên bố rằng chỉ thân cận các vị như vậy là lợi ích nhiều cho các tỳ kheo ấy.
Này các tỳ kheo, ta tuyên bố rằng chỉ nhớ nghĩ đến các vị như vậy là lợi ích nhiều cho các vị tỳ kheo ấy. Này các tỳ kheo, ta tuyên bố rằng chỉ tùy theo các vị như vậy, xuất gia là lợi ích nhiều cho các tỳ kheo ấy. Vì cớ sao? Này các tỳ kheo, khi phục vụ, chia sẻ thân cận những tỳ kheo như vậy, thời giới ẩn chưa được đầy đủ đi đến được tu tập đầy đủ, định vẫn chưa được đầy đủ đi đến được tu tập đầy đủ, tuệ chưa được đầy đủ đi đến tu tập đầy đủ, giải thoát vẫn chưa được đầy đủ đi đến được tu tập đầy đủ, giải thoát tri kiến vẫn chưa được đầy đủ đi đến được tu tập đầy đủ. Này các tỳ kheo, những tỳ kheo như vậy được gọi là những bậc đạo sư, được gọi là những người cầm đầu toàn lữ hành, được gọi là những vị đã từ bỏ những nguyên nhân tác hại, được gọi là những vị quét sạch tối tâm, được gọi là những vị tác hành minh, được gọi là những vị tác thành quang, được gọi là những vị tác thành ánh sáng, được gọi là những vị cầm bó đuốc, được gọi là những vị phóng quang, được gọi là những bậc thánh, được gọi là những người có mắt. Đây là căn cứ địa. Những vị phóng hào quang chính nhờ hiểu biết vậy, tức là đối tự ngã. Những vị có tu tập là những bậc hiền thánh sống đúng theo chánh pháp. Họ trở sáng diệu pháp, họ nói lên diệu pháp, họ phóng được hào quang, là những bậc có trí tác thành ra ánh sáng. Họ là người có mắt, họ từ bỏ nguyên nhân tạo ra điều tác hại, bậc trí với chánh trí nghe lời dạy như vị ấy, do thắng trí sanh diệt không đi đến tái sanh. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, bản chánh văn đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng, con thành kính tri ân chi tôn đức, được bình kính cảm ơn đạo tràng. Và trần đạo vô trễ rồi, hết giờ rồi trần đạo ơi. Mình chào trần đạo. Dạ, Quỳnh Hoa Thanh Á không có đọc bi em của Nhật Quỳnh nha. Dạ, Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn Sít Thi Na, cô tu nữ Tệ Duyên, Trích Tâm Phương, Cẩm Vân, Quỳnh Bắc, Quỳnh Bắc Thanh Á. Dạ, đã lên ôn bài và bốt bài. Bây giờ thì đạo tràng chúng con đã đến giờ học bài mới, câu Tiểu Bộ Kinh số 105 La Mã. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh, cùng thỉnh Pháp Sư thi đạo tràng chúng ta được Thượng Tọa Pháp Tân giảng giải bài học ngày hôm nay, là bài học số 105 La Mã, do ở bài đánh nhau dây sai nên là Thượng Tọa Pháp Tân nói hôm nay là giảng bài 100 La Mã, thay vì theo bài thì sẽ là 106. Dạ, Nam mô Bích Tha Giá. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lâu mọc đặng nhờ ánh sáng, trò hoa lành đại tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường, tiêu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi. Việc lòng mở đạo dạy đời ai, nhắm vườn lộc cả ngày dời chân sang. Thuyết pháp đỡ các hàng đệ tử, có năm thầy đinh dự pháp từ. Đó là Nhơn Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giao pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, ma đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bề nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh người khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, trước khi con thỉnh
Thượng tọa Pháp Thân lên giảng bài ngày hôm nay. Con xin đọc phần chánh văn ạ. Quỳnh ơi, Quỳnh, Nhật Quỳnh gửi cái bài sau cho Quỳnh đó. Quỳnh kéo xuống, Quỳnh sẽ thấy. Nhật Quỳnh gửi bài sau cho Quỳnh nghe Quỳnh nha. Dạ, Nam Mô Bụt Tha dạ. Con xin phép được đọc ạ. Kinh Tiểu Bộ Itivuttaka chương 44 Pháp phần 1. Bài 105. La Mã. Này các tỳ kheo, có bốn sự sanh khởi này của ái. Ở đây, ái sanh khởi lên cho tỳ kheo. Thế nào là bốn? Do nhân y áo. Này các tỳ kheo, ái sanh khởi cho tỳ kheo. Do nhân đồ ăn khất thực. Này các tỳ kheo, ái khởi sanh cho tỳ kheo. Do nhân sàng tọ. Này các tỳ kheo, ái khởi sanh cho tỳ kheo. Do nhân sanh hữu, không sanh hữu. Này các tỳ kheo, ái sanh khởi cho tỳ kheo. Này các tỳ kheo, có bốn sự sanh khởi này của ái. Ở đây ái sanh khởi lên cho tỳ kheo. Người có ái làm bạn bị luân hồi dài dài, nó không vượt luân hồi. Đời này qua đời khác, do biết nguy hại vậy, ái tắc thành ra khổ. Không còn có khác ái, không còn có chấp trước. Vì tỳ kheo chánh niệm du hành khắp đó đây. Dạ, bản chánh văn đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng tông đung thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng tọa Pháp Tăng từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Dạ, con cũng xin sám hối với đạo tràng. Con sửa bài mà con thiếu một câu cùng là 106. Dạ, con xin sám hối đạo tràng. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, con kính nhân bích đến sư ạ. À. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sankha Dạ. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính chào Thượng tọa Minh Hạnh, kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Hôm nay thì theo số thứ tự của chúng tôi đó, thì học một bài 105 La Mã. Vừa rồi thì chúng ta đã nghe Phật đọc phần chánh kinh. Sau đây chúng tôi sẽ giảng. Và trước khi giảng thì chúng tôi cùng quý vị hướng về Tam Bảo đảnh lễ tôn tác. Arahang Samma Sambuddho Buddhang Phakawantang Abhivadeyami. Nhất tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác. Đấng thiên nhân sư bi trí vẹn toàn. Xoa khá tô phá gá quá tạ thâm mô thâm măng nạp ma sa mỹ nhất tâm đảnh lễ. Giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, đạo chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc, thiết thực hiện tiện vượt thời gian đến để chứng ngộ. Subhati Bano Phagavato Savakasanko Sankan Namasami. Nhất tâm đảnh lễ chư hiền thánh tăng, các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm là mô phạm của quần sinh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Nguyện cầu ơn Tam Bảo gia hộ cho chư tôn đức, quý cô tu nữ, quý thiện nam tín nữ luôn được sự an lạc. Nam mô Bụt Tha Dạ. Dạ, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, cái bài học hôm nay là chúng ta học bài 105 La Mã. Bài này đó thì Đức Phật ngài dạy rằng này các tỳ kheo, có bốn sự sanh khởi của ái. Ở đây ái sanh khởi lên cho tỳ kheo, thế nào là bốn? Do nhân y áo. Này các tỳ kheo, ái sanh khởi cho tỳ kheo. Do nhân đồ ăn thực. Này các tỳ kheo, ái sanh khởi lên cho tỳ kheo. Do nhân sàng tọa. Này các tỳ kheo, ái sanh khởi lên cho các tỳ cho tỳ kheo. Do nhân sanh hữu, không sanh hữu.
này các tỳ kheo, ái sanh khởi cho tỳ kheo, này các tỳ kheo có bốn sự sanh khởi, ái, này của ái. Ở đây ái sanh lên do tỳ kheo, cho tỳ kheo. Thì ở đây đó, cái bài học hôm nay đó là Đức Phật Ngài dạy là bốn cái nhân từ đó mà ái sanh khởi. Bốn cái nhân từ đó mà ái sanh khởi. Như chúng ta biết đó là thứ nhất là y phục, thứ hai là thực phẩm, khất thực, thứ ba là sàn tọa, thứ tư là nhân gọi là sanh hữu hay không sanh hữu. Thì ở đây đó là chúng tôi xin thưa rằng là cái ái là then chốt, ái là then chốt, đó là phiền não then chốt. Bởi chính cái ái nó là khiến cho chúng ta sanh tử luân hồi, và cũng chính cái ái làm cho chúng ta phải khổ đau. Ái ở đây đó là gì? Thứ nhất là sự ham muốn, ham muốn và cái ước vọng, mong muốn. Chính vì vậy cho nên là ái nó sanh khởi. Chữ ái ở đây đó, chúng ta có thể nói là nếu nói ái mà nhiễm theo các cái cảnh giới đó, thì là dục ái, kama tanha, sắc ái tức là rupa tanha, và vô sắc ái tức là arupa sanh tanha. Nhưng mà ái nói theo khía cạnh ở đây đó là cái thứ nhất đó là Đức Phật Ngài nói là do cái nhân, cái nhân trước nhất là nhân gì? Nhân y áo. Một điều đó là bốn cái món vật dụng đó, thì chúng ta trừ cái món vật dụng là thuốc chữa bệnh ra đi, thì trừ còn ba cái món vật dụng đó. Và nếu như một vị tỳ kheo đó mà chúng ta tu tập đó, thì cái bốn món vật dụng đó là cái nhu yếu cần thiết của một vị tỳ kheo, tối thiểu của một vị tỳ kheo. Bởi vì chúng ta có vật thực để chúng ta dùng, chúng ta có y áo để chúng ta mặc, và chúng ta có cốc liêu để chúng ta ở, rồi chúng ta có thuốc để chữa bệnh khi chúng ta bệnh đau. Đó là bốn cái cần, bốn cái cần thiết của chư tăng. Mà thường là người Phật tử mình thường là tác bạch: chúng con xin dâng bốn món vật dụng, hay gọi là tứ vật dụng, tức là y phục, vật thực, thuốc chữa bệnh và sàn tòa, tức là cốc liêu, bốn cái món đó. Thì bây giờ ở đây đó là quý vị thấy rằng nói đến cái điều, cái do nhân nhất là do y áo. Tuy là nó là một cái gì mà chúng ta nói hết sức là đời thường và hết sức là bình thường ở trong cuộc sống. Bởi vì khi mà chúng ta không có, khi chúng ta có thì cái việc mà chúng ta mặc, chúng ta mà có được sung túc thì mặc lúc đó bây giờ nó không còn là che kín thân nữa, mà người ta còn có quan niệm là đẹp, là sang nữa, chứ không phải là chỉ có che kín thân. Cái thời điểm mà chúng ta không có thì rõ ràng là chỉ mong là cho che thân là quý rồi. Ở đây mà chúng ta nếu mà sống cái thời mà khoảng chừng 30 năm trước đó, 30-40 năm trước, thì chúng ta thấy ai sống trong cái hoàn cảnh đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là vải chúng ta mua đó nó cũng khó khăn. Mua chúng ta nhớ rằng nó rất là khó khăn, nó khó khăn. Có thể nói là một người chỉ được 2 mét thôi, phát cho một cái tem đó rồi ship hàng rồi lãnh mà mua. Mà vải đó là vải nhiều khi đó là vải tám, rồi nhiều khi là vải mà Việt Nam mình chế là cái vải dệt, mà cái vải mà nó sản xuất bằng cái chất ni lông nó nhiều quá, là bận một thời gian là nó teo lên. Thì ở đây chúng tôi nói là
cái y phục á, nó là một cái yếu tố cũng khá là quan trọng. Một khi mà mình không có đó, một khi mà mình có đủ, có đầy đủ dư giả, thì cái chuyện đó là nó không quan trọng. Nó không quan trọng. Mà bởi vì là bây giờ nếu mà mình nói là quý sư bằng y, cái thời điểm bây giờ đó, thì quý vị thấy rằng là quý sư y áo mặc không hết, còn phải cúng dường. Cúng dường là phải những cái y tốt, y tốt, chứ còn cái y mà xấu thì cũng ít có xài, xài vào việc khác. Chứ còn cái mặt á là phải là mặc y tốt. Thì chúng ta nói đến cái thời Đức Phật cũng vậy. Có những cái lúc á, là những vị tỳ kheo được dung những cái bộ y nó có giá trị, nó có cái tốt ở trong đó, có những bộ y tốt. Nhưng mà có lúc á, thì những tỳ có khi á, là những vị tỳ kheo không có người ta dâng cho những cái bộ y đâu, phải lượm cái giải y phấn tảo mà ở trong cái từ Bali gọi là y băng sukula, tức là y mà lượm từ ở cái vải, từ ở cái tha ma mộ địa đó, đem về giặt cho sạch rồi là cắt rồi nhôm sao cho cái màu nó ngã sậm xuống, cái màu hoại sắc đó, để rồi trở thành mai, thành y đó, rồi nhuộm thành màu nó hợp lý đó, thì chư tăng sẽ bận cái y đó. Cho nên là cũng tùy. Rồi bây giờ cái ngày nay đó, chúng ta thấy rằng cái y phục khi mà đã có rồi đó, thì cái chuyện mà chúng ta chia sẻ nhau một bộ y là chuyện bình thường, không có cái gì hết. Có nhiều khi rồi các sư đi lỡ mà không có đem y nhau, mình cúng dường có cho các kệ sư một vài bộ y là chuyện là bình thường. Nhưng mà cái những cái lúc mà không có đó, thì quý vị, chúng tôi nhớ cái năm 88. 88 thì chúng tôi bận y là bận y giải tán thôi. Giải tán thôi, nhuộm nghệ vàng. Nghệ mà giá ra, rồi là nấu nước, rồi nấu nước nóng, rồi trụng vô để cho nó ấy, rồi vớt ra, bằng đổ mồ hôi, là nó vàng trong cơ thể mình luôn. Chỉ có như vậy thôi. Màu thái còn không có nữa. Sau này nó còn, họ còn có nhập về cái màu của Thái, gói bịch bột bột như này, để mình cũng nấu rồi mình cũng trụng như vậy, từ giấy trắng này nhuộm thành vải vàng ngã sẫm để mình bận, thì nó cũng như vậy. Cho nên nói như vậy đó, thì y phục đó, nó trở thành những cái gì đó mà mình thích thuộc, thích thuộc. Chúng tôi nói là có một vị sư cho chúng tôi một bộ y Thái cũ nha, màu cam, màu vàng cam, mà nó cũ. Chúng tôi nâng niu nó, chúng tôi vuốt ve nó, chúng tôi xếp nó ngay ngắn lắm. Cái y đó là để khi nào đi đâu mới bận, còn bình thường là bận giải tán thôi. Chúng tôi nhớ là như vậy. Thì nói như vậy là những cái lúc mà mình không có đó, thì mình lại là thích thú, mình lại khao khát, mình lại mong muốn. Cho nên là quý vị thấy rằng tuy là những cái chuyện mà hết sức bình thường, mình tập cái tâm của mình á, là có khi là có, cũng như là những cái lúc có nhiều dồi dào, có những cái lúc mà không có, thì mình tập cái tâm của mình á, là nghĩ làm sao để là mặc y nó là chuyện cần thiết để che nắng che mưa, che mũi mồng rắn lít, che cái sự ló lồ của cơ thể thôi, để tránh cái sự xấu hổ thôi. Sự thật là vậy, y áo là vậy. Nhưng mà đến khi mà mình không có thì mình mới thấy rằng nó là những cái sự mong muốn của mình rất là nhiều. Cho nên chúng ta nghe ở trong cái câu chuyện trong kinh Pháp Cú có nhắc đến một vị tỳ kheo mà chết đó, cái nhớ cái chiếc y của mình, nhớ cái chiếc y của mình, rồi chư tỳ kheo mới là thường thường là sau khi mà vị tỳ kheo mà có qua đời thì chư tỳ kheo sẽ chia những cái vật dụng của vị tỳ kheo mới vừa mất cho chư tăng. Rồi từ ở cái việc mà cái vị đó thương thích cái bộ y của mình, thương thích cái bộ y của mình, cho nên sanh làm con rịp. Chúng ta nhớ vậy, sanh làm con rịp trong cái bộ y. Rồi các vị tỳ kheo chia nhau, cái vị đó mới nói là y này lệ của tôi không có được lấy, chỉ có Đức Phật hoặc là những vị thánh có cái thiên nhĩ thông
mới thấy được, hoặc là thiên nhãn tông mới thấy được cái chuyện mà một vị tỳ kheo mà sanh làm con rịp do là thích thú cái bộ y đó. Quý vị thấy chỉ có đơn giản vậy thôi. Khi mà chúng ta không có, chúng ta có thì cái chuyện mà y áo nó là chuyện bình thường, chia sẻ nhau vài ba bộ y là chuyện bình thường. Nhưng mà đến khi không có thì mới thấy rằng nó là hiếm. Do vậy thì cái tâm của mình nó nịch ái vô trong bộ y đó. Cho nên á, nói gì nói, cái vị tỳ kheo đó sanh làm một con rịp. Rồi sau cái việc đó mà khi mà các vị tỳ kheo mà chết, mới vừa mất thì đừng có nên chia. Phật bảo là để sau 7 ngày, sau 7 ngày vị tỳ kheo mất đi đó thì rồi hả chia. Bởi vì sau 7 ngày đó, đó thì nếu chúng ta nói nó là cái nghiệp mà cận tử đó, cái nghiệp cận tử có nghĩa là nếu không là thường nghiệp hoặc là trọng nghiệp, thì thường nghiệp tức là cái thường đời sống hàng ngày của mình, không là trọng nghiệp là những cái nghiệp nặng mà để gia đại chúng ta đó, dắt dẫn chúng ta đi tái sanh đó, thì cái cận tử nghiệp tức là cái mà cái ái, cái tâm của chúng ta hướng đến những cái đó, hướng đến những cái đó, hướng gì, hướng đến bộ y. Trong trường hợp đó, đó có câu chuyện đó, nó nhắc đến một vị tỳ kheo hướng đến bộ y, thì cái đó đó là do cái nịch ái của mình, cái nịch ái của mình, vì cái nịch ái đó đó cho nên là sanh làm một con rịp. Cho nên Phật mới từ đó về sau Phật mới ban hành là hả, mà vị tỳ kheo nào mà mất rồi đó thì cái vật dụng đó là sau 7 ngày hả, chia cho chư tăng. Bởi vì cái 7 ngày đó đó là cái cận tử nghiệp thường thường nó quyết định. Rồi sau đó nếu chúng ta mà lỡ mà giờ phút lâm chung mà chúng ta nhớ cái bộ y đó, nhớ cái bộ y đó, thì chúng ta có thể sanh vào khổ cảnh, sanh vào khổ cảnh như là vị tỳ kheo đó đó. Cho nên là sau 7 ngày đó cái cận tử nghiệp nó không có quyết định nữa, mà bây giờ là nó do cái thường nghiệp trong đời sống hàng ngày, vân vân. Thường nghiệp ví dụ như chúng ta tu tập thiện pháp thì chúng ta có cái phước của chúng ta, thì cái từ ở cái phước đó, cái thiện pháp đó đó, chúng ta đã có tạo rồi đó, nhờ cái phước đó nó nâng đỡ cho chúng ta tái sanh ở một cảnh giới khác, cảnh giới tốt hơn, chúng ta không còn nịch ái trong đó nữa. Nhưng mà cái cận tử nghiệp nó quyết định trong vòng 7 ngày, nó có thể là nghiệp hoặc là nghiệp tướng hoặc là thú tướng, nó có những cái hiện trạng như vậy. Nghiệp tướng ở đây đó là nói đến những cái gì mà nó liên quan, liên quan. Nghiệp tướng đó là những cái gì nó liên quan. Thí dụ như mình nhớ cái bộ y mà tâm mình tham đắm, nó khác. Còn mình nhớ cái bộ y nhưng mà mình lại quan hỷ là cái bộ y này đã cúng dường đến tăng chúng thì nó lại khác. Cho nên do cái tác ý của mình. Nhưng mà mong sao á, là khi mà mình cận tử nghiệp á, mình nhớ cái bộ y mà mình quan hỷ như bà cụ mà thấy lửa, bà cụ thấy lửa cháy, thay gì thấy lửa cháy, thấy màu đỏ đó, thì lửa đó, lửa là màu đỏ đó. Bà thấy như vậy thay vì là bà sẽ sanh khổ cảnh, nhưng mà do bà nhớ cái bộ y này là đã từng cúng con của mình, bà quan hỷ quá, cho nên là bà sanh cảnh giới lành, cảnh giới tốt. Đó là do cái tác ý. Thì cái đây đó là muốn nói, tức là cái cận tử nghiệp nếu nó quyết định thì quyết định trong vòng 7 ngày. Bởi vì nghiệp, nghiệp tướng tức là những cái gì mà liên quan chúng ta thấy. Ví dụ như cái người mà làm ác á, thì ví dụ như người mà giết trâu, giết bò, giết heo, giết vịt, thì người ta thấy, thấy dao, thấy búa, thấy thớt, thấy cái này cái kia, rất là quan trọng. Cho nên là khi mà thấy cảnh đó là thấy nào cũng sanh khổ cảnh. Hoặc là thấy, chúng ta thấy cái hình ảnh đẹp, tức là thấy, chúng ta thấy hình ảnh của chư tăng, thấy hình ảnh của Đức Phật, thấy hình ảnh của thiện pháp mà chúng ta đã làm trong quá khứ, trong đời sống bình nhật chúng ta làm, chúng ta quan hỷ trong cái thiện pháp đó, thì cái thấy đó đó là cái mà gọi là cận tử nghiệp, mà do nghiệp tướng chúng ta thấy. Rồi thú tướng ta là cái nơi mà chúng ta tái sanh. Thí dụ như là thiện nam thâm mỹ cá, thấy sáu chiếc xe ở sáu cõi trời đến trước. Đó là thấy cái cảnh giới mà mình sẽ đi tái sanh.
Rồi thí dụ như là cái ông hàng bò, cái ông hàng bò, hàng heo, làm cái nghề đó mấy chục năm trời, 40, 50 năm trời vậy đó. Khi mà chết đó là thấy thống thiết, thống khổ, la hét, rồi rên rỉ. Chư Tăng đi về thưa với Đức Phật, Đức Phật này nói là cái ác nghiệp của cái ông thợ rạ, ông thợ đồ, ông cái ông đồ tể đó đó, cái người mà giết heo đó đó, nó tới là trổ quả. Cho nên là ông ta ra thống thiết, rồi cuối cùng thì chúng ta sanh khổ cảnh. Thì những cái đó đó, nó có thể là từ ở cái thú tướng hay là cái nghiệp tướng mà ông ta có thể thấy, rồi ông ta sẽ tái sanh cảnh khổ, cảnh khổ. Thì nói điều ở đây đó là chính là gì? Cái ái đó, mà những cái ái mà mình nghĩ rằng không phải là chỉ nam nữ, không phải là mong muốn tái sanh không, mà khía cạnh này muốn nói đến, tức là những cái mà mình thấy hết sức là đời thường, hết sức là đời thường. Mọi người thì kheo, nếu mình bắt cái gì đó thì rõ ràng là nó cũng dắt dẫn mình tái sanh cảnh khổ, dây xe cảnh khổ. Cho nên tâm hướng đâu, nếu mà mình lỡ mình có tu tập tốt, cái tu tập tốt tức là có chánh niệm, có định tâm, rồi những cái việc thiện hàng ngày của mình nó trở thành những cái dấu ấn sâu sắc, để chúng ta trở thành những cái dấu ấn sâu sắc đặc biệt đó, để đến khi mà chúng ta lâm chung mà chúng ta nhớ đến những cảnh thiện thì nó tốt hơn chúng ta nhớ đến cảnh xấu. Cho nên là cảnh thiện nó tốt hơn là nhớ đến cảnh bất thiện. Vì vậy đó, cho nên là tuy là thấy như vậy, nó là những cái y áo, nó là bình thường, nhưng mà nó hết sức là nó gắn liền ở trong đời sống. Bởi những cái mà mình thấy nó hết sức là nhỏ nhặt, ngay cả cây kim sợi chỉ hay là những cái việc mà nó bình thường hết sức vậy đó, mà mình dính mắt vô là bị trói buộc rồi. Cho nên hôm nào có một cái câu chuyện trên mạng nói là một vị thầy giải thích đó, thì nói là cái cây dừa mà chúng ta thấy nó nằm ở bờ sông á, bờ sông, bờ rạch, bờ mương á, nó nghiêng xuống đó, khi mà sóng nó đánh nó lở đất, nó lồi đất, rồi cuối cùng bị tróc rễ thì nó ngã về đâu? Nó nghiêng, nó ngã ra bờ sông thì nó sẽ ngã xuống đó, chứ không lẽ nó ngã lên. Ý muốn nói ở đây tức là tâm mình hướng đến những cái điều gì đó thì chính mình nghiệp dắt dẫn mình đi điều đó, đi đến chỗ đó. Cho nên cây dừa nó đã bản thân của nó đã nghiêng xuống cái bờ mương, bờ sông, bờ rạch rồi, thì bây giờ khi mà đất nó không còn bám nữa, nó ăn nữa, thì nó sẽ ngã xuống sông thôi, chứ nó không có ngã lên trên bờ được. Đó là tâm hướng đó. Giống như Phật giáo mình tâm hướng đến Phật Pháp, tâm hướng đến những cái nghiệp nào thì sẽ nghiệp dắt dẫn mình đi đường đó. Cho nên cái ái đây là cái chủng tử. Cái chủng tử khiến cho chúng ta hướng đến, khiến cho chúng ta hướng đến, chúng ta nghĩ đó, tưởng đến đó. Mà ái ở đây là ái gì? Ái ở trong cái y phục của mình. Y phục. Rồi bây giờ nói đến cái ái thứ hai, cái ăn á, vật thực, nó là cái nhu cầu cần thiết, nhưng mà mình đắm nhiễm trong đó thì nó là một vấn đề. Đắm nhiễm trong đó là vấn đề. Cho nên là khi mà ăn á, thì chúng ta cũng biết đó là trong kinh Pháp Cú có ví dụ là ăn nó giống như cái món thuốc để chữa bệnh. Chữa bệnh ở đây là chữa bệnh đói cho chúng ta. Và chính cái vị tỷ kheo ngày xưa thì quý vị thấy là đi cất thực, rồi ngày nay thì ngày xưa thì cũng có những cái đàn tính họ thỉnh trai tăng cúng dường, nhưng mà những lúc nào ngày nay cũng vậy, những lúc nào mà không có thỉnh trai tăng cúng dường thì chư tăng cũng đi cất thực mà sống, cũng như vậy. Thì giờ ở đây đó chúng ta nói đến là cái vật thực, vị tỷ kheo ôm bát đi cất trì bệnh cất thực đó, thì đi là không phải là với cái tâm tham cầu, tránh cái việc mà cái tâm tham cầu, mong muốn cái này, mong muốn cái nọ, mong muốn mà mình phải ăn cái món này, mong muốn người ta cho mình ăn cái món nọ, không, mình dẹp cái tâm đó. Mình cũng không biết là cái món ăn của mình là cái người A, người B đó cúng mình ăn cái gì nữa. Thậm chí mình không biết trước cái gì, mình chỉ đi khất thực vậy thôi, rồi người ta cho cái gì, cúng cái gì thì mình sẽ sử dụng cái đó. Nhưng mà nếu mà mình đắm nhiễm trong cái sự ăn uống á, thì nó là sự trói buộc rồi. Sự trói buộc rồi.
Cho nên cái đóng nhiễm ở trong cái sự ăn uống, cái trì vật thực các thực, thực phẩm để các thực đó, chúng ta thấy rằng Đức Phật dạy vậy để chi? Để đừng có mình đi khất thực sống, để đừng có chấp nhiệm. Rồi cái chuyện mà trai tăng trai tục cũng không nên để chấp nhiệm. Bởi vì những người đàn tính họ cúng cái gì thì phải dùng cái đó, phải sử dụng cái đó, tránh đi cái tâm là ưa thích hay là chán ghét. Bởi vì những vật gì mà chúng ta ưa thích thì nó sanh tham tâm sanh khởi lên. Mà chúng ta chán ghét á, chúng ta không ưa thích á, bực bội á, thì sanh tâm khởi lên thôi. Tránh chuyển cái trường đạn đó. Cho nên cái món ăn nó cũng là một cái nhu cầu cần thiết cho cái cơ thể của mình. Và Đức Phật dạy rằng y phục á, thì cái mà chúng ta chưa mặc vô á, thì mặc rồi thì nó có trở thành là dơ bẩn. Trong vòng một ngày là chúng ta thấy nó sẽ là hôi rồi, nó bám vào cơ thể chúng ta, rồi mồ hôi mồ kê gì đó nó nhiễu nhão ra, nó bám vô trong vải, trong quần áo thì chúng ta cũng bị hôi, y áo chúng ta cũng bị hôi thôi. Rồi vật thực cũng vậy, Phật nói là cái vật thực á, vật thực đó nó là nuôi sống cái mạng của chúng ta, mạng sống của chúng ta. Nhưng mà rồi đó là khi mà mình đắm nhiễm trong cái sự ăn uống, khi mà mình trang trí ở trên cái dĩa hay cái tô gì đó, chúng ta thấy nó bắt mắt lắm, nhà nó màu đẹp, nó thơm tho, cho nên là khi mà cái màu nó thơm tho, cái màu nó đẹp nè, nó bắt mắt nè, rồi cái mũi thì chúng ta ngửi nó thơm tho nè, cái hương vị chúng ta ăn vào trong lưỡi nè, chúng ta thấy nó ngọt bùi béo vừa ăn gì đó, chúng ta thích đắm nhiễm. Cho nên là cái thấy nó hết sức là đời thường vậy, nhưng mà nó trói buộc mình. Nếu mà tham tâm khởi lên, cái phiền não ái nó sanh khởi lên, nó tham tâm vào đó thì nó trở thành những cái mối nguy hại. Cái mối nguy hại là sao? Nhiều khi mà mình cũng không thanh thản được, không có nhẹ nhàng được trước cái sự ăn uống. Có người thì bị cuốn hút bởi cái sự mặc, có người cuốn hút bởi sự ăn, rồi có người thì bị cuốn hút bởi cái gì đó. Chúng ta thấy rằng đối với mình á, thì không có bị cuốn hút những điều đó, nhưng mà bị cuốn hút cái khác. Nhưng mà đối với người khác á, thì người ta bị cuốn hút trong cái sự ăn uống, nhưng mà người ta không có bị cuốn hút ở trong cái sự mặc. Có những người mặc rất là xòe xòa nhưng ăn phải đàng hoàng, ví dụ vậy. Hay hoặc là có những người thì ăn phải đàng hoàng, xin lỗi, ăn thì sơ sài thôi, sơ sài thôi, nhưng mà mặc là phải cho đàng hoàng. Nhưng có những người là vừa thích mặc vừa ăn nó phải đàng hoàng, tức là vừa ăn phải ngon, rồi mặc đó là phải đẹp, phải sang trọng. Thì hả, mình trói buộc ở đâu là bị ái sanh khởi ở đó, bị ái sanh khởi trói buộc ở đâu thì chúng ta bị khổ ở đó. Đó là như vậy. Tuy là món bốn cái vật dụng, mà ở đây nói ba cái món vật dụng thôi, tức là y phục, rồi vật thực, cái thực phẩm. Chúng ta thấy khi mà thức ăn mà chúng ta chưa đưa vào trong kinh Đức Phật này, gọi là thức ăn mà chưa đưa vào khỏi cổ á, thì chúng ta thấy nó rất là hấp dẫn. Từ màu mè, hương sắc, mà mùi vị, nó đều là cái mà để hấp dẫn cho chúng ta rất là nhiều. Nhưng mà đưa vô khỏi cổ rồi đó, nuốt vô bao tử rồi đó, nếu mà chúng ta xin lỗi, chúng ta ói ra đó, mửa ra đó, thì có dám ăn lại cái đó không? Không dám. Thấy đáng nhầm gớm, đáng nhầm gớm. Cho nên ở đây đó, Đức Phật dạy đó, một vị tỳ kheo khi thọ dụng y phục cũng cần phải quán tưởng. Bốn món vật dụng cần thiết mà. Cho nên ở đây đó, là y phục mình chưa bẩn đó, thì nó thơm tho, nó sáng láng vậy đó. Nhưng mà bận vô một bữa là nó hôi liền. Mà bận để che
quan niệm, tâm niệm rằng, quán tưởng rằng y phục nó là để che kín cơ thể, tránh đi mũi mồng rắn rít, tránh đi gió nắng gì đó từ bên ngoài, rồi tránh đi những sự lóa lộ của cơ thể. Chỉ như vậy thôi. Nó là cần nhưng không tham đắm. Nó là cần thiết nhưng không tham đắm. Hãy quán tưởng. Rồi y phục vật thực cũng vậy. Ăn để nuôi sống bản thân này. Và trong kinh nói là mình đừng tránh đi cái sự tham đắm. Bởi hẳn là tham đắm là khổ. Có thể nói rằng là mình có thể nói rằng là Đức Phật ví dụ là mình thọ dụng các cái món vật dụng đó, nó giống như là người mẹ mà lạc trên đảo quan mà buộc phải ăn con, ăn đói quá phải buộc phải ăn con của mình, ăn con của mình. Người ta, ta thấy là cái tình mẫu tử đâu ai nỡ mà sát hại con, thấy không? Cũng ai tình mẫu tử không ai nỡ mà sát hại con. Nhưng mà đói quá rồi đó thì chỉ có là giống như là cái việc mà một người mẹ lạc vào trong đảo quan mà buộc phải ăn thịt con vì đói quá. Đó là như vậy. Cho nên là chúng ta nuôi cái thân này đó là bằng cái thực phẩm, bằng cái thực phẩm. Bởi vì Đức Phật dạy rằng chúng ta chúng sanh di tồn do vật thực mà sắp bê aharat ahasatta aharat sắp bê satta aharatitika, có nghĩa là chúng sanh, tất cả chúng sanh di tồn do vật thực. Thì trong bốn món vật thực là y phục, trong bốn cái món, bốn cái loại thực phẩm đó là đoàn thực, xúc thực, thức thực và tư niệm thực. Thì cái đoàn thực là những cái mà chúng ta cần nạp vô trong cơ thể để nuôi xác thân này. Nhưng mà cái tâm lý của chúng ta đó, hay là cái nơi mà tái sanh của chúng ta, cái tâm lý chúng ta được khỏe mạnh, vững vàng, hay là cái nơi mà chúng ta tái sanh được tốt đẹp, hay là đau khổ, hay là hạnh phúc đó, nó tùy thuộc vào ba cái vật thực còn lại, tức là xúc thực, thức thực và tư niệm thực. Chúng ta lưu ý vậy. Thì ba cái món vật thực sau á, cái thực phẩm sau đó, nó thuộc về tinh thần, nó thuộc về tâm lý, thuộc về nghiệp. Còn cái thực phẩm ban đầu là đoàn thực, nó liên quan đến vật chất, tức là nó nuôi cơ thể của chúng ta. Như vậy thì ở đây đó, khi mà nói đến cái vật thực thứ hai, tức là cái món vật dụng thứ hai đó là thực phẩm y phục, rồi là tới thực phẩm nuôi cơ thể của mình. Đức Phật dạy là mình hãy quán tưởng ăn không phải là mập khỏe như là lực sĩ, ăn không phải là vật thực, không phải là kiên cử hay là điều chế làm sao đẹp như là những cái người mẫu hay là những hoa hậu, không phải vậy. Và ăn không phải để nô đùa, vui đùa giỡn cợt, mà ăn nghĩ như là một buộc để nuôi cơ thể này, để chúng ta sống, để tu tập, chứ không nên tham đắm. Vì chính vì cái tham đắm đó là ái sanh khởi lên, từ là do cái vật thực, từ cất thực mà ra. Cho nên cái pháp mà đi cất thực của một vị tỳ kheo đúng pháp đó, chúng ta đi là chân không nè, đầu đội trời, chân đạp đất nè, đi là không được ngó qua ngó lại nè, đi phải trang nghiêm nè, ngó không được ba hát tay phía trước nè, chứ là không có xa, chỉ cần 2-3 mét trước đó, khi chúng ta đi đó là chúng ta chỉ ngó, tại vì không được ngó tới ngó lui, không được quơ tay quơ chân khi chúng ta đi vào làng, rồi đi từng nhà luôn luôn rải tâm tự cho tất cả sanh, dù những chúng sanh đó có đặt bát hay không đặt bát, thì chúng ta đứng trước nhà rải tâm tự mong cho những chúng sanh được sự an lạc. Rồi là những cái người đàn tính, nếu họ có cúng dường đó, đặt bát vô thì hãy phúc chúc cho họ, rồi lại tiếp tục đi tới nhà khác. Và tâm cũng không mong cầu, không có mong cầu là phải ăn món này hay món kia, hay người ta cho nhiều cho ít, không quan trọng. Mà ở đó cứ khất thực lần lượt từ nhà, chúng ta phải trải qua, không có phân biệt là nhà đó là nhà giàu, nhà nghèo,
nhà đó như thế này thế nọ. Mà dụ của một vị tỳ kheo đi từng nhà phải rải tâm từ, mong cho tất cả chúng sinh được sự an lành. Đó là đúng pháp. Ở khi quay về cũng vậy, quay về cũng lần lượt vị trước vị sau đi như vậy, không được ngó tới ngó lui, và đi trang nghiêm, đi tới chùa, về tới chùa vật thực bày ra rồi phúc chúc cho những người đàn tính đã cúng dường, rồi thọ thực. Đức Phật ngài nói là cái việc thọ thực của một vị tỳ kheo cũng tránh đi cái sự tham đắm ăn trong việc ăn uống. Ngay cả còn ba miếng nữa no thì ngưng, đừng có ăn quá no, no quá cũng không tốt. Và cái khất thực đó, đó thì còn lại những cái bợn đó, nếu chúng ta vét hết rồi đó, còn dư lại là cho những người cư sĩ hộ độ, hoặc là tệ lắm là cũng cho những cái con vật nó ăn. Và Đức Phật ngài nói là thậm chí những cái bợn cơm, bợn thức ăn mà nó còn bám ở trong bát á, vì đó phải rửa sạch, tác ý đổ ra cái bụi, đổ ra đất như vậy, trong cái khu nào đó, không đổ lên cây cỏ mà đổ ở mặt đất vậy. Rồi quan niệm suy nghĩ rằng là mong rằng những cái con vật khác nó có thể ăn được vật thực này. Thí dụ như chúng ta vừa thấy kiến nè, rồi chúng ta thấy dế nè, chúng ta thấy chuột nè, những cái con gì mà nó cần ăn được thì nó cứ ăn. Ngay cả cái món cuối, cái vật thực mà tráng cái bát thôi, cũng chỉ suy nghĩ là quán tưởng rằng hãy cho những cái con vật đó nó ăn, cho những vật đó nó ăn. Đó là cái việc bị tỳ kheo đi đúng pháp, đúng pháp, đi bát đúng pháp, trì bình từng nhà một. Và tập cái tâm của một vị tỳ kheo cần phải có sự kham nhẫn, kham nhẫn rất là nhiều, chứ không phải là không kham nhẫn đâu. Kham nhẫn với thời tiết là đầu đội trời chân đập đất. Đi có nhiều khi quý vị biết rằng cái chân nó của mình nó đi vào cái đường nhựa hay là đường bê tông, đường xi măng gì đó, nó nóng chứ không nổi, mà mình phải tập như vậy. Rồi đi cái chỗ mà do đi chân không, có nhiều khi đi cái chỗ gai góc nữa. Đó là như vậy. Quý vị còn nghe không ạ? Cảm ơn. Như vậy thì ở đây đó là tập cái kham nhẫn với hoàn cảnh xung quanh của mình. Rồi mình phải kham nhẫn với lại những người xung quanh mình. Tức là nhiều khi có người nghịch, người khó chịu, người ta không biết gì đó, người ta chửi mắng, người ta coi mình thậm tệ đời đó. Nếu mà những người Phật tử thuần thành đó, thì người ta thấy chư tăng đến, người ta cúng dường rất là quan hệ. Những người không phải là Phật tử, mình xin họ mà khất thực, nói cách khác là giống như đi xin họ, nhưng mà xin nó có cái phong cách hơn, có cái đạo mạo đạo đức hơn. Khi mà mình đến nhà người ta, có nhiều khi người ta nói nặng nói nhẹ cũng phải kham nhẫn, người ta có cái thái độ trịch tuân là cũng phải kham nhẫn những người chung quanh. Rồi nhiều người họ nói này nói nọ cũng phải là kham nhẫn những người chung quanh. Rồi phải kham nhẫn với cái nội tâm của mình, cái tâm của mình ham cái này thích cái nọ, ăn món này món này món kia, nhưng mà mình phải dẹp cái tâm của mình, đừng có tham, mà phải đi từng lực thất thực, thứ lớp từng nhà một, từ trước đến sau, từ sau đến trước, chúng ta đi từ thứ lớp, đi từ đầu làng đến cuối làng, vân vân. Đi như vậy thì không phân biệt rằng người đó nhà giàu hay nhà nghèo, mà chúng ta phải có nhiệm vụ là đi rải tâm từ hết từng nhà một. Đó là cái ý nghĩa của cái vị mà đi khất thực. Từ kham nhẫn hoàn cảnh, kham nhẫn tha nhân, kham nhẫn với cái nội tâm của mình, kham nhẫn rất là nhiều. Và ở đây Đức Phật dạy cho mình đi vận động như vậy đó, để cho cái cơ thể của mình nó khỏe mạnh lên. Thôi là mình không có vận động là không được, phải khỏe mạnh lên. Đó là điều mà mình thấy là ngày xưa là như vậy. Cái điều vật thực, rồi cái sàng tọa, tham đắm sàng tọa cũng vậy đó. Sàng tọa ở đây hiểu là cốc liêu, chỗ ở của mình á, cốc liêu. Cho nên là ở thì cũng vừa để che nắng che mưa, vừa phải, nó vừa phải. Không, trong luật đó gọi là không quá rộng,
không quá rộng ở đây là kích thước, chúng tôi nhớ không lầm nó là dường như là 44 là 46, 44 tức là 4 mét vuông, mét tới rồi 4 mét lui vậy đó, thì chắc chỉ là 44 16 vậy đó. Thì dùng 16 mét vuông một cái phòng hơn chút vậy ở để chi. Đức Phật ngài dạy là không có để quá rộng, xây cốc quá rộng thì chúng ta chất chứa đồ rất là nhiều rồi để dính mặt vô trong đó. Thí dụ như là cái điều đó, chúng ta thấy rằng nhiều khi trong cốc thì không phải quá lớn, nhưng mà nếu chúng ta chứa cái trong đó là gì, là kinh sách nè, những vật dụng tối thiểu ở trong cốc thì đó cũng là cần thiết, nhưng mà cũng không để quá lớn. Trong luật Phật dạy không để quá lớn là lý do vậy đó. Chỗ ngủ nè, rồi chỗ để kinh sách nè, quý vị thấy là kinh sách rất là nhiều để đó, để có khi tham khảo đọc tới đọc lui thì nó rất là nhiều. Đó là cái điều mà Đức Phật ngài nói rằng không có tham đắm cái cốc liêu, không phải là để cho đẹp không, mà để che nắng che mưa. Đó là cái điều mà mình thấy rằng là Phật dạy cho mình có cái tâm gọi là tri túc, thiểu dục và tri túc. Thiểu dục tức là muốn ít, mà tri túc tức là biết đủ. Chỉ hai pháp đó thôi, thiểu dục và tri túc. Đức Phật dạy vậy. Dù là cốc liêu, thực phẩm, bốn cái món đó, ba cái món đó là ở trong nội dung bài kinh này thì Đức Phật này nói mình đừng tham đắm đó. Còn cái thuốc men thì Phật không đề cập tới. Là vì sao? Cái đó là cái nhu cầu cần thiết khi mà bệnh, là chúng ta bệnh gì thì chúng ta lấy cái bệnh đó thôi, lấy cái thuốc đó để chữa bệnh thôi, là như vậy. Và bây giờ nói một điều nữa, đó là ở trong cái phần bài kinh này đó thì Đức Phật này nói là do nhân sanh hữu, không sanh hữu này các tỳ kheo ái sanh khởi. Cái này nó liên quan đến ái mà chấp thường và chấp đoạn. Sanh hữu và không sanh hữu. Có nghĩa là cái ái mà nó liên quan đến thường kiến và đoạn kiến. Như vậy thì chúng ta cũng tránh luôn cái ái này. Này là sao? Tức là chấp hữu, tức là chấp thường, tức là chấp cái có đó. Chấp hữu là chấp có, chấp cái có. Cái có là có một số người quan niệm này, mình là thí dụ bây giờ mình làm người rồi đời sau mình tái sanh lên làm người và cứ tiếp diễn không có cái mất, không mất. Sự thật ra đó là đời sống luân hồi này nó cứ tiếp diễn hoài hoài, và chính cái đời sống sau đó nó không phải tách rời cái đời sống trước, nhưng mà nó không phải là đời sống trước. Chúng ta nhớ vậy. Bởi vậy cho nên là trong Phật giáo nó là vô ngã, không phải có một linh hồn trường cửu, cũng không có một cái tiểu ngã hay đại ngã, tiểu ngã gì đó nó trường cửu bất biến, bất di bất dịch. Không phải, không phải như vậy, mà là cũng là thức tái sanh, nhưng mà cái thức tái sanh mới á, cho một đời sống mới á, nó là hoàn toàn khác với đời sống trước đó. Đời sống trước đó nó không phải giống vậy, bởi vì nó chiêu cảm lấy cái nghiệp. Nghiệp đó nó có thể là nghiệp thiện hoặc là nghiệp bất thiện. Không phải là đời này chúng ta làm người rồi đời sau chúng ta lại tiếp tục làm người đâu. Không phải đời này chúng ta làm trời, làm chư thiên rồi đời sau tiếp tục chúng ta làm chư thiên đâu. Cho nên giờ làm người đó, kiếp này cũng may mắn được làm người, có đủ tứ chi đầy đủ, rồi có đủ cái trí tuệ thông minh, rồi có đầy đủ những cái biết hiểu, đầy đủ được cái nhân duyên gặp được Phật pháp, để chúng ta may mắn là chúng ta có cái phước đó, có cái phước. Như trong kinh Pháp Cú Đức Phật ngài dạy là kicho manusapatilapho, khó thai được làm người, nhưng mà khi chúng ta được làm người là chúng ta được may mắn rồi, có phước rồi. Nhưng mà bây giờ ở đây đó là khi mà nói đến một cái đời sống trước và đời sống sau đó, thì nó không giống, nó không phải cái người đó. Tại vì mình tái sanh đời sống sau đó, bây giờ làm người, nếu mà nó là một đó, thì giờ làm người, tiếp sau chúng ta tiếp tục làm người nữa. Không phải.
Mà tiếp sau nếu chúng ta tạo, bây giờ chúng ta tạo nghiệp bất thiện, chúng ta sanh vào khổ cảnh. Còn nếu chúng ta tạo điều thiện thì đâu phải là đời sau chúng ta, nếu điều chúng ta tạo được cái thiện nghiệp, đời sau có chúng ta có thể sanh vào các cái cảnh giới chư thiên. Nếu chúng ta chính thiền thì chúng ta sẽ sanh về cái tội phạm thiên sắc giới. Còn nếu chúng ta tạo cái nghiệp bất thiện thì chúng ta sanh vào khổ cảnh. Thì cũng một cái cũng cái tâm đấy. Nhưng mà khi mà nghiệp nó đã tạo nên sự khác biệt, cho nên nó đâu có cái gì trường cũ bất biến ở đó. Nó đâu có cái gì duy nhất là một đâu. Nó phải có nhiều yếu tố, nhiều nguyên nhân, nhiều nhân duyên để trợ cho chúng ta tái sanh. Cho nên nếu một người mà chấp thường á, thì nó cũng là một cái mối nguy hại. Chấp thường, chấp đoạn cũng sai á, gọi là sát-sát-tát-đít-thí, tức là chấp thường. Một người chấp thường, mà chấp thường nó là cũng cái nguy hiểm rồi. Không có một cái gì, nếu mà chấp có một cái gì đó hàng ngẫu thì rõ ràng đó là một trong những cái sự trói buộc của mình, chấp vào thường kiến. Cho nên ở đây gọi là chấp hữu, sanh hữu, chấp nhận, sanh hữu, hoặc là không sanh hữu. Thì chúng ta hiểu ở đây đó là sanh hữu tức là chấp thường, ái mà chấp thường. Chúng ta nhìn lại trong Di Diệu Pháp, có 8 tâm tham tất cả, nhưng mà 4 tâm tham tương ương tà kiến và 4 tâm tham không tương ương tà kiến. Tâm tham nào mà có tương ương với tà kiến thì dứt khoát phải có quan điểm. Ở đây là nói trong cái khí cảnh chấp thường và chấp đoạn mà thôi. Cho nên ở đây đó, nếu cái gì có cái quan điểm suy nghĩ nó sai lệch không đúng là tà kiến. Quan điểm sai, suy nghĩ sai lệch không đúng với chân lý thì đó là tà kiến. Cho nên là ở đây một người mà chấp vào cái gì đó nó hàng ngũ, bất biến, trường sinh, bất tử, bất di, bất dịch, cái đó nó không đúng, mà đó là chấp thường. Mà Đức Phật này nói cái ái này đó là cái trói buộc, chúng ta cần phải loại bỏ. Cái chấp ái thứ hai nữa mà ở đây được nói là không sanh hữu. Không sanh hữu tức là út chê đá đi thi, tức là chấp vào cái đoạn kiến. Chấp vào đoạn kiến tức là chấp sau khi chết là hết. Có số người quan niệm vậy. Chết là hết, không còn đời trước đời sau nữa. Không có đời trước, không có luân hồi. Không có đời trước, không có đời sau, không có luân hồi, không có gì hết. Rồi không có cái quả của thiện nghiệp, không có cái quả của ác nghiệp. Ngay cả chúng ta tạo cái nghiệp bất thiện thì cũng không có cái quả để trổ. Cái đó nguy hiểm lắm. Cái này nguy hiểm lắm. Cái người mà quan niệm không có quả của nghiệp, của thiện nghiệp đời trước, đời này, đời sau, và không có quả của ác nghiệp đời trước, đời này, đời sau, thì cái này rất là nguy hiểm. Cái người mà quan niệm như vậy thì họ tha hồ mà làm việc ác. Họ tha hồ làm việc vì họ nghĩ là không có quả gì mà. Cho nên là họ cứ mặc tình mà suy nghĩ, và mặc tình mà họ tạo cái nghiệp bất thiện từ thân khẩu ý. Cho nên họ tạo nghiệp bất thiện. Họ không tin có ân đức của Tam Bảo. Họ không quan niệm có nghiệp báo của thiện, quả của thiện nghiệp, quả của ác nghiệp của đời trước, đời này, đời sau. Không có. Không tin vậy. Rồi họ không có tin ân đức của cha mẹ. Ngay cả làm điều thiện cũng không có cái quả lành. Làm điều ác cũng không có cái quả khổ. Họ quan niệm vậy. Thì cái người này nó nguy hiểm. Họ tạo cái nghiệp bất thiện, mà tạo cái nghiệp bất thiện mà nó dính với lại cái tà kiến mà chấp đoạn đó, nó nguy hiểm lắm. Sanh vào một cái địa ngục mà để dành cho những người tà kiến, nó ở lâu lắm, ở đó lâu lắm, ở không thoát ra khỏi lâu lắm, bởi vì cái tà kiến nó gắn liền. Cái tà kiến nó gắn liền. Cho nên là một người mà chấp vào cái thường cũng là cái nguy hiểm, chấp đoạn cũng là cái nguy hiểm. Hai cái chấp này Đức Phật khuyên bỏ hết. Và mặc dù là chư tổ của Phật giáo Bắc truyền nói là nên chấp hữu như tu di sơn, mạc chấp vô như giới tử. Thà là chấp hữu như là cái núi tu di, còn hơn là chấp vô là như cái hạt cải, nhỏ như cái hạt cải. Nhưng mà nếu mà chúng ta so và sánh với thường và đoạn, chấp tham ái mà chấp thường và đoạn, thì dĩ nhiên cái chấp đoạn nó nguy hiểm hơn là chấp thường.
Bởi vì chấp tường ít ra người ta còn quan niệm có đời trước đời sau, có thiệt quả của thiện nghiệp, quả của ác nghiệp, cho nên là họ biết tránh được điều ác mà họ thực hiện được điều lành, nó đỡ hơn là chấp đoạn. Nhưng mà đối với quan điểm mà chúng ta thấy ở đây đó, là chấp thường hay là chấp đoạn cũng là nguy hiểm. Uccheda-ditthi là chấp đoạn, sassata-ditthi tức là chấp thường. Cả hai cái chấp này đều là cái nguy hiểm, bởi vì nó có ái ở đâu. Ái mà nó liên quan tới tà kiến ấy, thì nó làm cho chúng sinh nó khổ. Bởi vì cho nên chúng ta thấy nè, bậc thánh Tu Đà Quần á, khi mà các ngài bước vào dòng thánh đó nè, chứng được quả vị từ tâm sơ đạo sanh khởi lên để đoạn tận phiền não, thì đoạn được ba cái kiết sử đầu tiên: thân kiến, nghi và giới cấm thủ. Trên cái kiến chấp mà sai lệch á, thân kiến ở đây nó là chấp đến thân, mà chấp nhiều cái quan kiến khác nữa nè, thì các ngài đều loại bỏ. Cho nên chính vì loại bỏ hoặc là hoài nghi về luân hồi, hoài nghi về nghiệp báo, hoài nghi về ân đức của Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, ân đức cha mẹ, và quả của điều thiện, quả của điều ác, không có hoài nghi những điều đó. Và do vậy các ngài không có những cái phương thức hành đạo mà nó sai lệch này, giới cấm thủ đó. Tức là không có cái phương thức hành đạo sai lệch, nghĩ rằng mình thành tựu cái này cái kia, trong khi cái quan điểm tri kiến của mình nó sai lệch, vì ấy không còn. Và chính vì tận diệt được ba cái kiết sử đầu tiên là thân kiến, nghi và giới cấm thủ, cho nên vị này vĩnh viễn không đọa vào bốn đường ác đạo. Có dễ vô gì thì cũng không quá bảy kiếp. Cho nên gọi là thất lai là gì vậy? Tức là bảy lần tái sanh trở lại, cứ tái sanh đi tái sanh lại và không đọa vào bốn đường ác đạo nha. Tái sanh từ cõi người cho đến các cái cõi trời, trừ ra bậc Tu Đà Quần, trừ ra những cái cõi tịnh cư thiên không có. Bởi vì tịnh cư thiên là cõi vô phiền, vô nhiệt, thiện hiện, thiện kiến, sắc cố cánh á, thì chỉ có bậc thánh tam quả. Nếu nói theo người, bậc thánh tam quả, bậc thánh tứ đạo và bậc thánh tứ quả ở cõi đó. Cho nên là bậc Tu Đà Quần tái sanh trong nhiều cõi, trừ ra cõi vô tưởng cũng không có luôn. Vô tưởng cũng không có. Mà ở đây đó, cõi vô sắc đó, là không có bậc cõi vô sắc thì không có bậc A-la-hán đạo, Tu Đà Quần đạo, Tu Đà Quần đạo. Như vậy thì ở cõi vô sắc thì có tám người, đó là một người phàm tam nhân và bảy bậc thánh cao. Bảy bậc thánh cao tức là sơ quả, nhị đạo, nhị quả, tam đạo, tam quả, tứ đạo, tứ quả. Như vậy là bảy bậc thánh cao và bậc thánh, bậc cái người phàm tam nhân. Còn cái cõi vô tưởng thì cũng lại không có cái người, không có bậc thánh Tu Đà Quần trong đó. Cõi vô tưởng thì chỉ có phàm tam nhân thôi, không có bậc thánh nào trong đó. Còn bốn cõi khổ là tuyệt đối không có bốn bậc thánh, không có các cái bậc thánh trong đó, toàn là người phàm khổ ở cõi đó thôi. Cho nên ở đây đó, bậc thánh Tu Đà Quần là không sanh vào trong khổ cảnh. Lý do là như vậy. Như vậy thì chúng ta học cái bài học hôm nay nói đến bốn cái lý do mà để cho ái sanh khởi. Từ cái việc một vị tỳ kheo ái nhiễm thích thú trong cái y phục, ái nhiễm thích thú trong cái vật thực, ái nhiễm thích thú trong cái cốc liêu sàng tọa. Đó là ba cái mà chúng ta thấy trong đời thường của chúng ta, một vị tỳ kheo thường gặp. Nếu chúng ta dính mặt vào trong đó là khổ. Nói đây là nói các vị tỳ kheo mà Đức Phật này nói chung á, chứ không phải là các vị tỳ kheo không đâu. Ai cũng vậy hết. Tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ cũng vậy. Đó là như vậy. Và cái ái cuối cùng là chỉ cho quan điểm chấp ái mà nó gắn liền với thường kiến và đoạn kiến, cho nên khiến cho cái người đó luân hồi khổ. Vì vậy cho nên là Phật nói kệ ngôn ở đây nè, chúng ta nghe nè: người có ái làm bạn bị luân hồi dài dài. Có ái thì ái là nhân sanh khổ mà, cho nên là bị luân hồi dài dài. Nó không vượt luân hồi đời này qua đời khác, do biết nguy hại
Vậy ái tác thành ra khổ, không còn có khác ái, không còn có chấp trước. Vị tỷ kheo chánh niệm du hành khắp đây đó. Đức Phật dạy vậy. Như vậy thì dạy cho cái đời sống của một vị tỳ kheo lắm, không lúc nào cũng có chánh niệm, và chúng ta có đi đây đi đó, có du hành khắp nơi, ngày xưa gọi là đi khắp nơi, nhưng mà luôn luôn giữ cái đạo tâm, giữ được cái đời sống chánh niệm của mình. Khi một người mà còn ái thì còn khổ đau, nhưng mà cái người dứt ái thì cái người đã không còn khổ đau. Khổ đau bởi luân hồi, khổ đau bởi tái sanh. Như vậy thì cái bài học hôm nay Đức Phật Ngài dạy cho bốn cái nguyên nhân mà từ đó mà ái sanh khởi. Thứ nhất là do y phục, thứ hai là do vật thực, thứ ba là nói đến cốc liêu, và thứ tư do cái ái, địch ái trong cái thường kiến và đoạn kiến, tức là cái ước muốn của mình, cái mong muốn của mình, cái quan điểm của mình chấp vào thường kiến và chấp vào và đoạn kiến, làm cho chúng ta phải luân hồi khổ đau là như vậy. Thì chúng tôi xin được dứt lời ở đây do hết giờ. Trước khi dứt lời thì chúng tôi kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc, kính chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sạng vui tiến qua. Xin hướng nguyện phần phước này đến các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên hộ trì chư tăng tu nữ, quý Phật tử luôn được sạng vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Và sa thú sa tổ lành thai, chúng con kính tri ân thượng tọa Pháp Tông đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân thượng tọa Pháp Tăng. Dạ, vì thượng tọa Minh Hạnh đã rời rum, con kính thỉnh thượng tọa Pháp Tăng chúc phúc cho rum chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con